Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu 27 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đài Loan tự đóng tàu ngầm quyết chiến với Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 đã cho biết Đài Loan sẽ tự đóng tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc. Đây là một dự án quan trọng của đảo quốc được Hoa Kỳ hỗ trợ. Theo Đài Tiếng Nói nước Pháp RFI, trong lễ khởi công tại thành phố Cảng Cao Hùng, có sự hiện diện của ông Brent Christian, thực chất là đại sứ Mỹ, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố đây là một quyết định lịch sử sau khi đã vượt qua được nhiều thử thách và nghi ngờ. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong lễ phát lệnh khởi công đóng tàu ngầm tại Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Bà nói như sau, dự án này chứng tỏ quyết tâm cao độ của Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền. Tàu ngầm rất quan trọng để tăng cường năng lực chiến đấu của Hải quân nhằm răn đe các tàu địch bao vây Đài Loan. Tập đoàn Đài Loan CSBC cho biết sẽ giao chiếc tàu ngầm đầu tiên vào năm 2025 trong số 8 chiếc được đặt hàng. Chủ tịch tập đoàn nói rằng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là việc mua thiết bị và những cản trở từ các thế lực bên ngoài. Hải quân Đài Loan hiện có 4 tàu ngầm, trong đó có 2 chiếc hạm đội hùng hậu của Trung Quốc, gồm cả những tàu chiến trang bị vũ khí nguyên tử và cả hàng không mẫu hạm. Và quân đội Trung Quốc đã không ngừng đe dọa Đài Loan với việc gia tăng các hoạt động quân sự sát hòn đảo này. Năm nay, các máy bay tiêm kích của Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Nhiều nhà quan sát lo ngại nguy cơ Bắc Kinh sẽ đánh chiếm Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những thập niên qua, Đài Loan đầu tư rất lớn vào kỹ nghệ quốc phòng do Bắc Kinh đã gây áp lực nên những nước bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đài Loan đã được chính quyền Mỹ hỗ trợ đáng kể trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Đây là hình ảnh máy bay không người lái MQ-9 Reaper có trang bị tên lửa của không quân Mỹ khi chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Afghanistan vào ngày 9 tháng 3 năm 2016 mới được Mỹ chấp thuận bán cho Đài Loan với số lượng 4 chiếc vào hồi đầu tháng 11. Vào năm 2018, chính quyền của ông Donald Trump đã bật đèn xanh cho các nhà sản xuất Mỹ tham gia cung cấp thiết bị cho Đài Loan. Và Mỹ đã triển khai 10 thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan dưới thời Tổng thống Donald Trump. Và gần đây nhất là vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, Mỹ đã thông báo quyết định chấp thuận bán cho Đài Loan 4 chiếc máy bay không người lái loại tấn công MQ-9 Reaper trị giá 600 triệu đô la. Ngoài ra, lô vũ khí mới mà Hoa Kỳ bán cho Đài Loan còn gồm cả 2 trạm điều khiển mặt đất cố định và 2 trạm khác có thể di chuyển, hệ thống nhắm mục tiêu, radar và hệ thống hình ảnh dành cho các nhiệm vụ do thám. Người được hưởng hợp đồng cung cấp là Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Canada Atomic. Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thông báo cũng khẳng định vụ mua bán này sẽ cho phép Đài Loan hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì năng lực quốc phòng đáng tin cậy. Thông cáo cũng nói rõ vụ bán vũ khí sẽ cải thiện năng lực của Đài Loan để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp các khả năng tình báo, giám sát và trinh sát, xác định mục tiêu và tấn công trên bộ, trên biển và dưới nước. Đây được cho là thương vụ bán vũ khí lớn thứ 3 cho Đài Loan mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua trong vòng chưa đầy 3 tuần với trị giá lên tới 4,8 tỷ đô la. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần lễ cuối cùng vẫn không ngừng hỗ trợ Đài Loan trên mọi mặt. Đây là hình ảnh Đề đốc Michael Stuhlmann, chỉ huy trưởng đơn vị tình báo York 2, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, người đã đến Đài Loan vào hôm 22 tháng 11. Chuyến viếng thăm của viên tướng Mỹ 2 sao này chỉ được Đài Loan xác nhận vào một ngày sau đó. Và lịch trình thăm viếng của tướng tình báo Michael Stuhlmann tại Đài Loan cũng không được thông báo, nhưng theo Reuters, sự kiện chính quyền Donald Trump tăng cường hỗ trợ giúp Đài Loan trên nhiều mặt đã gây phản ứng tức giận từ Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo vào hôm 23 tháng 11 năm 2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố như sau. Cương quyết chống lại mọi hình thức trao đổi giữa Mỹ và Đài Loan hay quan hệ quân sự. Trung Quốc sẽ theo dõi diễn biến tình hình và sẽ có hành động chính đáng để trả đũa. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục duy trì hiện diện thường xuyên tại Biển Đông. Cũng theo thông tin của hạm đội 7, khu trục hạm USS Perry thuộc Hải đội khu trục hạm số 15 đã trở lại Biển Đông với nhiệm vụ được giao phó là bảo vệ an ninh hàng hải và ổn định trong khu vực. Trong năm nay, khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình này từ Nhật Bản
đã 4 lần băng qua eo biển Đài Loan để xuống Biển Đông. Ngay trước chuyến thăm của chỉ huy tình báo Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đến Đài Loan, Mỹ và Đài Loan đã ký một thỏa thuận thiết lập hội nghị kinh tế thường niên trong 5 năm bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh khu trục hạm Mỹ USS Perry đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Hội nghị đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan và Mỹ lần thứ nhất diễn ra vào hôm 20 tháng 11 năm 2020 đã nhanh chóng đi đến kết quả. Hai bên đã ký bản ghi nhớ gồm 7 lĩnh vực hợp tác song phương như kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, 5G và an ninh, viễn thông. Thỏa thuận hợp tác kinh tế được triển hạn cứ 5 năm một lần. Một sự kiện khác cũng không kém phần quan trọng trong nỗ lực cuối cùng mà chính quyền của Donald Trump dành cho Đài Loan, đó là cuộc tập trận chung giữa Thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội Đài Loan để cải tiến khả năng tác chiến của quân đội hòn đảo này. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay quân đội Đài Loan được nhìn nhận có cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Theo nhật báo Newsweek và United Daily, cuộc tập trận đổ bộ tại Cao Hùng được Bộ Tư lệnh Hải quân Đài Loan mô tả là như một thông lệ, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ được xác nhận chính thức có mặt trên lãnh thổ Đài Loan. Và một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ cùng phương tiện đổ bộ đã đến Đài Loan từ ngày 26 tháng 10 năm 2020, nhưng phải tuân thủ biện pháp cách ly 2 tuần chống COVID-19. Cuộc tập trận và huấn luyện kéo dài trong một tháng ở vùng Tây Nam của hòn đảo. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Hải quân Đài Loan từ chối cho biết thêm chi tiết. Thông tin này được Đài Loan công khai chỉ vài hôm sau khi ông Biden được truyền thông Mỹ thông báo là đắc cử Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp mới đây đã tuyên bố tin tưởng chính phủ của ông Biden sẽ theo đuổi cùng một chính sách hỗ trợ Đài Loan trên mọi mặt. Và trước tâm lý lo ngại Trung Quốc sẽ lợi dụng lúc chuyển giao quyền lực tại Washington để tấn công hòn đảo này, Quốc hội Đài Loan đã mời Cục trưởng Cục An ninh ra điều trần. Cục trưởng Khiêu Quốc Chính nhận định dù ai là Tổng thống thì Hoa Kỳ vẫn đi theo hướng ngăn chặn Trung Quốc và thân hữu với Đài Loan vì đó là chính sách cố hữu. Và Cục An ninh Đài Loan cho biết sẽ theo dõi kỹ tình hình eo biển và chính phủ sẽ có đối sách ứng biến phù hợp để ngăn chặn Trung Quốc vượt biển xâm nhập. An nguy của mình phải do tự mình lo liệu trước, không hoàn toàn ỷ lại vào nước ngoài. Theo giới quan sát, những gì mà chính quyền Donald Trump đã làm cho Đài Loan cũng như Hồng Kông sẽ sớm đặt ra những thách thức cho ông Biden trong việc triển khai chính sách đối với Trung Quốc của ông. Lý do là vì ông không thể nào tỏ ra yếu đuối hơn trước người tiềm nhiệm của mình. Cụ thể là thách thức đối với ông Biden là làm sao xây dựng được một chính sách Trung Quốc của riêng mình sau 4 năm dưới thời của Donald Trump. Nếu khôi phục nguyên trạng trước đó, ông Biden sẽ phải đối mặt với những cáo buộc là mềm yếu, nhưng nếu tiếp tục hành động cứng rắn như ông Donald Trump thì lại có nguy cơ không lôi kéo được Bắc Kinh vào việc giải quyết các vấn đề trọng đại hơn như thương mại và biến đổi khí hậu. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng hy vọng là với quan ngại chung về sự thống trị của Trung Quốc có thể giúp bà đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đài Loan tự đóng tàu ngầm quyết chiến với Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d